Để tôi kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện động trời này. Hồi xưa, ở một cái vùng quê nọ, xa xôi hẻo lánh lắm, có tên là Chắc Cà Đao. Ở nơi đó có một người con gái, hình như là tên bé My hay bé Ni gì đó. Hình như tên là bé Ni, mới nghe kể bữa quên này. Con bé đó vừa đẹp người và đẹp nết. Rồi mọi người biết sao không? Ở trong cái làng đó có ông già, dân làng kêu ổng là già làng. Còn mấy ông sồn sồn ở trong đó thì mọi người biết rồi đó, kêu bằng sồn làng. Mấy cái ông sồn làng thì không có quyền lực bằng cái ông già làng. Ông già làng là cái ông quyền lực nhất trong cái làng này. Ai mà làm gì hay là muốn cái gì cũng phải qua ý kiến của ông hết. Rồi quay lại chuyện của con bé Ni. Con bé Ni nó xin ông già làng này lên Sài Gòn để nó đi làm. Mà gặp con gái mới lớn nữa, trẻ người nón dạ. Ông già làng này mới nhắn nhủ đôi điều. Ông mới nói, con gái con lứa liệu giữ cái thân nha con. Lên trên chảnh có gì điện gì cho già hay. Rồi một thời gian trôi qua, mọi người biết sao không? Con bé Ni này lên Sài Gòn nó bị trai dụ. Không biết là nó dụ trai hay trai dụ nó, cái này tôi chưa điều tra được. Mà đúng là đồn như lời, con bé Ni này nó có bầu với thằng quỷ sứ đó. Cái lúc này nó rối quá, nó không biết là để hay là bỏ. Cho nên nó chợt nhớ tới ông già làng. Bị gì ông già làng là ông quyền lực nhất trong làng mà, cái gì cũng phải hỏi ý kiến ông. Cho nên con bé Ni này mới bắt xe đò nó về Chắc Cà Đao. Về tới làng gặp ông già làng nó mừng quá, nó chạy vô nó nói, già ơi con lỡ dại, con bị trai dụ, giờ con có bầu rồi, bây giờ con không biết là để hay là bỏ nữa, bây giờ già cho con ý kiến. Già ông già làng ông dòm con bé này, ông mới nói A Di Đà Lạt. Ông mới chửi, bậy con, cái này là sinh linh bé nhỏ, nó có cái tội gì đâu mà bỏ nó. Thôi bây giờ tao tính như vậy, bây giờ đẻ đi, rồi thí dụ nuôi không nổi, ở trong cái làng mình có bà má kia, bà tên Vi, bà đó bà hay làm phước dữ lắm, ai đẻ nhiêu bà hốt bà nuôi hết trơn. Bé này nó mới nói, thôi vậy con nghe lời già làng, con đẻ mà bây giờ già làng đặt tên cho con luôn đi. Già làng mới nói A Di Đà Lạt, thôi cái gì đó đến cũng là một cái duyên, thôi thì con hãy mở cái cánh cửa này ra, con nghe người nào nói cái câu gì đầu tiên thì con hãy đặt tên đứa bé là như vậy. Bà nội cha nó, mọi người biết không, xui cái là mở cánh cửa ra thấy hai bà kia đang chửi lộn, hai người chửi nhau cái quần què gì không biết, nhìn căng thẳng lắm. Bà này bà mới nói với bà kia là cái nôn. Thì quỷ thần ơi, ngay cái lúc này ông già làng với con bé Ni này mở cửa ra, nó nghe câu đó, già làng mới dòm con bé nói, thôi kệ đi con, cái gì cũng là một cái duyên. Cái rồi thời gian trôi qua, cái nồn nó đi học, kinh tế lại khó khăn, cái con bé Ni này mới lên Sài Gòn nó đi làm tiếp. Rồi cái mọi người biết sao không, con nhỏ này nó nhẹ dạ thiệt chứ, nó lại bị trai dụ. Rồi nó lại có bầu, nó lại bắt xe đò về Chắc Cà Đao tìm ông già làng xin ý kiến. Ông già làng ổng mới nói, gì nữa đây con, sao cái lúc mà tụi bay sướng tụi bay không kiếm tao, mà lúc khổ tụi bay kiếm tao không vậy. Ổng nói thêm, y như cũ, để đẻ đi con, làm như đợt trước. Ổng lại chỉ tay về cánh cửa, ổng nói con hãy mở cánh cửa này ra. Bé Ni cắt lời nó, thôi không có được nha. Già làng nhớ con bé nồn đợt trước không, đặt cái tên nhưng mà kỳ cục, thôi bây giờ tìm cách khác đặt tên đi, cách này con không chịu đâu. Già làng mới nói, mày khó quá, để tao tìm cách khác cho. Ông nói tiếp, A Di Đà Lạt, thôi thì con hãy mở cái cánh cửa này ra, cái đầu tiên con nhìn thấy con hãy đặt tên đứa bé là tên đó. Rồi không biết duyên số sao á, thấy bà Má Vi mới ginh cái thao đi ngang, thì mọi người cũng biết rồi đó, cái đứa sau này tên là cái thao. Bị gì ở cái chỗ đó, tên gì người ta sẽ kêu là cái đó. Thí dụ như cái bảo, cái di, cái lan, cái cúc. Rồi mọi người biết không, sau cái bữa đó thì ông già làng ổng không cho bé Ni nè đi Sài Gòn nữa. Ổng nói mày ở dưới quê đi, mày đừng đi Sài Gòn nữa, mày đi chừng vài năm nữa rồi mày chơi mày đẻ nguyên cái xóm này nuôi không hết. Rồi cái thời gian trôi qua, một cái biến cố xảy ra là con bé nồn nó bị bệnh, nó qua đời đi. Mà bởi ông già làng đặt cái tên cho con nhỏ cũng ác, cái ngày nó mất nguyên cái xóm buồn nó, trời ơi nồn ơi là nồn. Rồi cái thời gian thấm thoát trôi qua, 10 năm sau đúng ngày sinh nhật của con bé Thao, có mời ông già làng qua ông dự. Ông mới thấy con Thao này nó lớn quá, ông mới nói phải chi mà cái nồn nó còn sống thì bây giờ nó cũng bự bằng cái Thao rồi ha. Cả sớm cười quá trời, bởi vậy ông già mắc dịch đặt tên nhỏ tới đấy. Cũng sẵn câu chuyện này tôi xin góp ý một chút xíu, là mấy cặp vợ chồng mà mới cưới còn trẻ mà không có đặt con tên gì ấy, thì đâu cũng là cái duyên. Chúng ta hãy mở cái cánh cửa đó ra, rồi nghe ai nói gì đầu tiên chúng ta sẽ đặt con chúng ta tên đó. Không lẽ xui dữ vậy ha.